เดี๋ยวติดดอกมึงก็ไม่ใช่กลิ่นฉี่มึงจัดหมอกยังมึงก็ไม่ฉี่มาหนังก็ดอกอย่าทำมือต้องจ่ายเพื่อถวายจ่ายใครได้ชิคกี้พายมึงจัดวันเนี่ยผมหนังเล่นวันเนี่ยวันมึงอยู่กันว่าใหญ่ไปโอ้ยจริงๆกับเจ้าจริงเชิญมัดยันย้อยทับหน่อยngồi im nó đu không ngồi cứ chào đấy để nghịch cơ buông tay ngã phập mặt gãy hết răng rồi ngã là gãy răng bài chờ gỗ à lấy dây trói hai thằng vào nhau hả quan lăn cúc nhỉ quan lăn cúc đau ấy hai thằng thằng béo đây. Đạp vào nhau nó ngã ngu thế nhỉ đuôi đuôi đi ngồi đạp nhau nó ngã chỏng cu đấy mới làm tạ trơn ngồi lại nhà bác từ hôm em xuống đây sơn giống đéo chẳng quan chơi hết nhà bác có lọc bổ lọc ra ngoài mày ra đi lại quét nó rồi nó cũng vắng gỗ nó ngồi vứt theo nó vào nó vứt tất đây có xếp đéo các nhà chả đi làm chúng nó đến nó cũng vui ngày mai chỉ gặp sớm á nay thứ bảy chủ nhật nó mới đông còn Lan Tuấn Thanh Thìn ở trong nó ra dạ biết nó có ấy ui cứ để nó đây đấy thời gian nó quánh nhìn là hỏng à lại ấy ngay nó vui tất thì bọn trẻ con nó phá thì mấy đâu yếu hơi yếu chân hơi yếu rộng ra một tí nữa mà chân hai xài cây nó to tí nữa cây to tí nữa hai xài nó phải hai xài chứ ai không cơ bản thì cây trống rồi nó phải trống sâu một tí nữa trống góc thì nó không giật trống sâu mà trống ra hẳn gần cái móc rồi này nó chống hơi ấy nên là thứ nhất là nó oằn thứ hai là nó cái chân nó yếu nó oằn vẹo mà không phải làm cái hộp 36 ấy 36 để chiều nghiêng này thì nó cứng này như tao ấy là như tao làm ấy là nó sẽ làm một cái xà nữa ở trên chỗ cái điểm trắng không chống lên đấy chống một cái cây vào giữa vào cái xà thì nó mới cứng nó rằng nhau nó mới hai xà kiểu nào hai xà gì à. Hai xà gì hai giả cái chân này chứ ai là chân chứ có điểm trắng chứ điểm đỏ là điểm trắng rồi chứ cái đấy làm một cái đấy nữa xong làm cái trống rồi xuống vào giữa cái xà đó thì nó mới có điểm giữa nó mới dập nó mới cứng ngồi nó vào nghịch nó chung nhau điểm giữa nó dằn nó dập trên hai cái con kia này đó cho một cái điểm vào như rác cái móc thôi vào cái giữa nó xuống ba cái nó rằng nó cũng chắc luôn đúng không vẫn trên vẫn hai cái con rằng thế thì giữa một cái nữa chống sâu xuống tí nữa một cái chống sâu xuống thì chống sâu chút điểm đỏ thằng số 19 ngồi nó làm một cái xà điểm đỏ lại một cái giữa nó chống cho nó mất xích rồi xuống cái điểm đấy chống
trong sâu ấy nó sẽ cứng hơn. Chúng nó điểm trắng, điểm đỏ giống nhau. Tức là có ba điểm rằng nhau thì nó cứng chắc ngay, chắc nịch luôn.